bớt nóng tính nhờ tu đại pháp, hai vợ chồng ngày càng hòa thuận. Lúc trước là tâm tính của chị là nóng, nóng dữ lắm, nóng mà với ông xã chị ha, mà ông xã chị nói chịch chị một câu là bắt đầu chị nóng, chị khó chịu á, mình phải hơn chồng mới được. Mà từ lúc mà chị đắc pháp tới giờ chị ha, tự nhiên cái mình buông bỏ hết trơn luôn, nó thoải mái, không có như hồi trước mà nói chịch một câu cái là căng thẳng khó chịu, bây giờ không có. Chị tên Phùng Thị Mỹ Linh, 36 tuổi, nơi mình ở là phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Công việc hàng ngày của mình là mua bán trái cây. Lúc trước là chị chưa có học pháp này á, là chị hay bị bệnh lắm, bệnh này bệnh kia, cũng như là viêm họng nè, hay là bị viêm son rồi đó. Mỗi lần nó viêm họng chị là nó sốt nó nóng lạnh. Sốt nóng lạnh là mình phải đi chích thuốc mới hết, chứ uống thuốc là nó không hết được. Mà một tháng là hầu như là tháng nào cũng bị luôn á. Kéo dài chị là cỡ 10 bữa hoặc nửa tháng, rồi thêm ho. Ho là ho sáng đêm luôn á. Ho khan không mà nghe mà ho suốt luôn. Sau này thời gian á là chị mới gặp được là cô Nhanh. Cô Nhanh á là tu đâu cũng 10 năm rồi. Rồi cô cứ thấy chị bệnh hoài vậy đó, cứ đi thuốc hoài luôn. Thấy vậy cái cô nói riết rồi thời gian lâu, cái chị mới theo cô là đắc pháp đâu mới chừng một tuần à, chị về chị luyện. Thấy cơ thể mình nó nhẹ lắm luôn. Nó không có như hồi trước, thí dụ ha, hồi trước ha, là trời trở gió là bắt đầu là chị nhức đầu, viêm mũi á, không chịu được luôn. Mà đắc pháp thời gian là thấy thân thể mình nó nhẹ. Chị cầm sách lên là chị học, chị thấy là nó buồn ngủ mà nó nhiều quá đi. Chị cảm thấy là chị nói sao mà trời ơi, cô đưa cái cuốn sách này mình học biết chừng nào mới ngồi được. Mà thật sự là chị học đâu chừng 10 bữa à, chị học mình nghe hay, mình hiểu ra được á. Chứ lại luyện công á, luyện 5 bài công pháp đó là rất là nhẹ luôn. Cái bài số 5 mình ngồi thấy cái mạch mình nó thông. Lúc trước là tâm tính của chị là nóng, nóng dữ lắm, nóng mà với ông xã chị ha, mà ông xã chị nói chịch chị một câu là bắt đầu chị nóng, chị khó chịu á, mình phải hơn chồng mới được. Mà từ lúc mà chị đắc pháp tới giờ chị ha, tự nhiên cái mình buông bỏ hết trơn luôn, nó thoải mái, không có như hồi trước mà nói chịch một câu cái là căng thẳng khó chịu, bây giờ không có. Lúc đầu là chị học khoảng một tuần chị liên công á, luyện công cái ông xã chị là đang học cái môn khác, cái bắt đầu là anh hỏi chị là ủa mà em luyện công thấy em khỏe không, cái em nói khỏe chứ, mới có một tuần mà thấy nhẹ lắm luôn. Còn anh thì anh ngồi anh học cái đó là ngồi hoài cái đó, ngồi riết rồi mỏi cổ luôn. Mà trong khi học là trước mình 10 ngày mà mới pháp của sư phụ mới có đúng một tuần thôi là thấy cải biến rất là nhẹ. Anh rất là thay đổi luôn, thấy chị luyện xong thấy chị khỏe đó. Rồi bắt đầu anh mới thấy chị là anh mới theo anh luyện. Anh luyện khoảng đâu chừng một tuần rồi cái chị mới hỏi là anh khỏe không. Anh nói thấy cũng nhẹ người á. Là bắt đầu là hai vợ chồng là mới học pháp luôn, anh mới theo anh học luôn. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công, được một thời gian thì không chỉ chị Linh cải biến tâm tính, trở nên hiền hòa hơn, mà anh Ân, chồng của chị cũng bớt nóng tính. Anh còn bỏ được cả rượu và thuốc lá. Lúc đầu bà xã học có khoảng một tuần, rồi tôi mới hỏi bà xã là luyện trong mình có khỏe gì không. Bà xã nói sao thấy nhẹ quá, rồi mới vô luyện luôn đó. Lúc học thì là cơ thể nó biến đổi là rất là khỏe, rồi mình không còn nóng tính như hồi xưa nữa, tính mình giờ rất nguội. Lúc trước thì rất là nóng luôn, hai chồng nóng hết. Lúc chưa đắc pháp này mình nhậu thường xuyên luôn. Sau khi mình học có khoảng một năm rồi, thấy pháp này tốt quá, rồi tự nghĩ uống rượu hút thuốc. Bốn giờ thức là mình ra mình luyện công.
Luyện công xong về mua bán là về là xong xuôi là 7 giờ là mình học pháp. Học nhóm gia đình anh em là 4 người. Đọc sách là cũng như cho mình thay đổi tâm tính của mình. Học theo là nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Mình học này là mình nhẫn nhịn được, mình thiện với mọi người. Đắc pháp được này rất là tốt luôn. Thời gian chị học được 2 năm là cảm nhận được là tâm tính mình thay đổi. Mà thân thể cảm thấy nhẹ mà bệnh tật không còn đeo bám mình nữa. Muốn mọi người đắc pháp được sức khỏe giống như bản thân mình á, là tu luyện này là không có tốn tiền, tốn gì hết trơn nhưng mà rất là khỏe. Cuối lời là muốn chúc cho mọi người á, nếu mà ai được đắc pháp như mình đây thì mới biết là chân quý pháp này như thế nào mà thân thể mình cải biến lại không có bệnh tật đeo bám mình nữa.